Xin chào các bạn, đây là khóm lúa mọc hoang của mình nhé. Đấy, đây là cái ruộng của mình này, mình trồng bí. Đấy, thế xong bắt đầu mình mới mang rơm của mình ra để mình phủ cho cây bí. Thế xong rồi những cái hạt thóc lép nó ở cái rơm, nó rụng ra và nó mọc lên cây lúa. Thế xong rồi bây giờ nó trổ bông này các bạn này. Mình đếm cho các bạn xem nhé. Hai cái đồng đồng chưa trổ thoát này. Hai này. Còn trổ thoát rồi là bông này. 4 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 13 bông. 13 bông lúa trên một khóm lúa. Mà cái này nó chỉ có một hạt lúa nó mọc lên là một rảnh mạ đấy nhé các bạn nhé. Mà các bạn nhìn này. Ôi, có khác gì là cái lúa mình mua của thực vật 140.000 một cân giống đâu hả các bạn. Nó còn bông, nó còn to hơn ấy. Đấy, coi như là không chăm, không bón gì mà lúa của mình nó tự mọc nha. Đấy, và ra sang bên này nữa. Mình quay thực tế cho các bạn xem chứ không phải bảo là các bạn nhìn này, bông lúa này. Đó, ôi trời ơi, các bạn ơi. Này, biết bao nhiêu hạt. Thế này thì một bông lúa này biết bao nhiêu hạt hả các bạn. Mà dài thì chắc phải tầm gần 30cm mất thôi các bạn ơi. Đấy, một bông lúa đấy. Cái này có phải là chúng ta vẽ tốt cho người không các bạn? Cái giống lúa này là mình mua ở ngoài thực vật đấy là 145.000 với 150.000 một cân. Thế mà mình cấy ra mình bán thì được 9.000 một kg, 9.000 một cân. Ôi trời, có phải là vẽ tốt cho người không các bạn? Đấy, đây nha. Mình quay thật là thực tế này các bạn xem này. Đấy. Thỉnh thoảng nó mọc lên một cây chứ không phải bảo là mình ghép nha. Đây không phải cảnh ghép nha, bộ xít này. Không phải cảnh ghép một tí nào các bạn nha. Đấy. Thế nên là tại sao mà chúng ta lại cứ phải là mua một cái giá cắt cổ F1 với lại lúa lai. Đây gọi là lúa lai F1 gọi là cái gì nhỉ? Hương Yêu 98 là xuất xứ của Trung Cộng Trung Quốc nha các bạn nha. Trời ơi, thế này tại sao chúng ta cứ phải vẽ tốt cho người các bạn ơi. 1 kg thóc giống của người ta đánh đổi 15 kg, thành ra gần 17 kg thóc thường của chúng ta các bạn ạ. Mà bông thì không to bằng đâu nha. Tí nữa mình xuống mình quay, mình cũng mua cái giống đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem là cái giống lúa mình mua của thực vật về mình trồng. Thế và đây là cái lúa mọc hoang. Đấy, đây thực tế nha các bạn nhé. Cái ruộng của mình trồng bí, mình vừa mới thu hoạch bí xong. Thế là những cái cây lúa này nó mới mọc. Đấy, mình mang rơm đi để mình phủ cho bí. Thì là nó mọc lên, những cái hạt lúa lép nó mọc lên. Mình đếm cái khóm này cho bạn xem này. Bây giờ nó mới đang gọi là đồng đồng, nó chưa trổ thoát này. Bởi nó mọc này. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bông lúa các bạn ơi, một nắm cỡ 18 bông lúa trên một rảnh mạ. Thì nó đẻ có kém gì là cái mạ kia đâu. Mạ kia mình cấy một rảnh nó đẻ ra 4-5 rảnh thôi, 4-5 bông thôi. Thế mà đây là 15-16 kho bông này. Trời ơi, chúng ta cứ vẽ tốt cho người là nào nhá. Rồi mình đưa các bạn đi thăm ruộng lúa của mình nhá. Và đây mình sẽ ngắt một bông lúa ở đây để và mình đo với một bông lúa mình mua giống của người ta nhá, mua giống của trại thực vật ấy, để cho các bạn xem thực tế, các bạn bì cho mình nhá. Đấy, ai chà ơi. Và đây này các bạn, đây là giống lúa, cũng giống lúa Hương Yêu 98 mà mình mua 150.000 một kg thóc giống đấy các bạn, F1 đây. Thế mà đây các bạn nha,
Đây là bông lúa mình rứt ở trên ruộng bí xuống đây. Và cái bông lúa của mình mua giống nhá. Đây, hai bông lúa này các bạn ơi. Bé hơn. Đấy, cái bông kia nó chín hơn này. Đấy, mình đo cho các bạn xem đúng cái cổ lúa này. Này, hai bông. Ngắn hơn tầm khoảng 3 phân bạn ạ. Thế nhưng mà hai bông này. Đấy. Đấy, có kém gì nhau đâu. Mà kia thì chả phun, chả chăm, chả bón gì. Cạn ở trên, còn đây mình cấy lúa nước. Đấy. Thế làm sao mà chúng ta lại cứ phải vẽ tốt cho người hả các bạn? Trời đất ơi. Bông cực là to. Đấy. Nó chỉ bằng 1 10 18 thôi nhé các bạn nhá. Đấy, mình cho các bạn bì này. 1 10 18 thôi. Bông lúa tự mọc hoang là 10, còn bông lúa chúng ta mua là 8 nhá. Đấy, lúa của mình là mình chăm cũng tốt chứ không phải là xấu nhé các bạn nhá. Các bạn nhìn lúa của mình. Mình chăm lắm, tốt lắm, mà đây là bông ở ngoài đầu, ngoài ven đấy. Đấy, thế làm sao mà chúng ta cứ phải vẽ tốt cho người. Cái này các bạn nếu như có cơ hội các bạn thử thì các bạn thử nhá. Xem là cái chất lượng nó như thế nào. Mình là vụ sau nhất định mình phải thử các bạn ạ. Nhất định mình phải thử, chứ không thì cứ vẽ tốt cho người. Mệt lắm các bạn ạ. Và chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.